Cà Mau. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn cô nhé. Cô Linh qua tôi dạy bọn con chú đáo quá. Cảm ơn ạ. Qua anh em mình có từ cái chỗ Chí Cường này về đấy, thì hôm nay lại tiếp tục xuất phát từ cái chỗ Chí Cường này đi mọi người ạ. Bây giờ tiếp tục đi nó này để lên thành phố Cà Mau. Chờ nghe tiếng bao gian vui sao như mắt em trong những đêm không ngủ. Vẫn mở cho anh sao bay vào. Không biết. Dạ. Dạ thôi, em có nước cái này, em cảm ơn ạ. Đồ Sunday cô, bác ơi. Xôi sao ấy bạn ơi. Bán cái chi nữa? Thôi. Cho em hai hộp xôi. Đồ sốt này. Đây là gạo gì anh? Này nếp than. Nếp than ạ? À? Cái này là bắp. Đây là bắp. Ừ. Là ngô đấy ạ. Ừ. À. Ăn cái này hay ăn cái này? Ăn cái này có bị say không anh? Không. Không say à? Cho bọn con ăn cái này đi. Đâu có bị gì đâu say. Này là nếp than của mình là... Mình có topping gì anh? Có dừa đường. Dừa đường cho em hết topping nhé. Full topping. Rồi đây đủ luôn không? Đúng rồi. Em hai suất nha em. Cảm ơn. Rồi. Đi hành quân xuyên Việt thử thách từ cực Nam đến cực Bắc ạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Đó là Hải Dương ạ. Ôi là trời. Dạ. Đây vào ngồi nhỏ cái sân này này cho nó dập này. Mời cả nhà ăn sáng nhá. Ra đường ngoài này mọi người ạ. Ra đường ngoài cái đông xe ngay. Ban chỉ huy quân sự xã Tân Trung. Ra đường này là nhiều xe lắm rồi. Tên gì cơ? Lương. Lương hả? Hoặc anh ở đâu ấy? Dạ, đi đang đi làm cái cục đặt bán xong. À, bây giờ giờ mình đi đâu ấy nhỉ? Dạ, muốn đổ. À, vâng. Em cảm ơn anh Lương nhá. Anh nhà anh chơi tốt quá. Thì... Hay quá. Anh em cảm ơn anh nhá. Dạ, vâng ạ. À. Chúc anh được rượu anh ăn. Ok. Dạ, vâng ạ. Tạm biệt anh ạ. Tạm biệt anh nha. Cái hoa cũng thương cây sau, phải biết cây gì không? Đúng rồi anh. Vâng, đúng rồi. Ôi. Anh cho bọn em à? Cho em à? Em cảm ơn anh nhá. Được anh ạ. Hai người đâu tới đây đấy? Đi trên Sóc Trăng vậy đám. À, Sóc Trăng. À, người ở đây. À, người ở đây ạ. À? À, dạ. Thế bây giờ hai anh này về Sóc Trăng à? À, nó chạy nghe anh thấy hai đứa rồi căng ngoài lại mưa nước đó. Ôi hay quá. Em cảm ơn anh ạ. Ôi giời. Anh đi gì vậy? Vậy? Tốt rồi. Anh ơi, em hai bọn em này. Mọi người kêu quý quá. Anh tên gì nhỉ? Anh Thành. Anh Thành ạ. À? Anh Thành đâu vậy? Năm 2000. Anh hơn bọn em 1 tuổi. Anh đi đâu rồi? Đi Cà Mau. Anh Cà Mau. Thế anh em mình cùng đường đấy. Nhưng mà khác chuyện, khác hướng thôi. Khác mục tiêu khác đi. Khác mục tiêu đi thôi. Để em đi tới đâu là? Dạ anh em lên thành phố ạ. Thành phố hả? Vâng, giống hai anh em của em lên thành phố luôn. Thấy mấy ông trên TikTok thấy hả? Em cảm ơn anh ạ. Anh đi nhá. Anh đi mạnh khỏe nhá. Rồi. Vâng ạ. Chúc mừng em cho thấy nhá. Dạ. Vâng, em cảm ơn xe nước nhá. Hôm qua bọn anh đón bọn em trở lại. Ui. Rồi, anh gửi cái tàu đi. Em xin phép anh được không? Thật sự là mọi người yêu quý, em rất mừng anh cho bọn em xin phép được. Rồi, bỏ cho cái bọc lớn luôn đi. Bọn em nhiều đồ quá, bọn em không cầm được anh. Bọc lớn đi. Nhưng mà nhiều đồ quá, không cầm được anh ạ. Trời ơi, thì cứ lấy.
Ok, em xin phép là em xin xong rồi nếu mà chẳng hạn như là trong quá trình đi em... Bây giờ hai hộp, cái hộp này để vô ba lô đi. Ôi, không, cái này nó thiệt, cái này bỏ vô ba lô đi. Nhưng bây giờ nha, bọn em nhận cũng được đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trong quá trình bọn em đi nhá, và bọn em gặp ai thì bọn em cho người khác có được không? Được. Được nhá. Ok. Cái anh tên gì nhỉ? Anh Quốc Quỳnh. Anh Quỳnh ạ? Đúng rồi. Anh Quỳnh hả? Dạ. Em có thể chú anh được bức ảnh nữa. Ai đây? Thôi mấy anh cứ cầm đi không. Được, mấy anh cứ... Thế cầm ủng hộ cho anh chai nước. Cầm... Anh tặng lại cho một chai nước. Dạ, mấy anh cứ để dùng... Lấy một chai nước, anh tặng để đỡ uống cho được anh. Không lấy là quay như là không cặp đâu. Đấy, ok, xin tin nhá. Chưa? Thế cầm thêm này nữa. Đấy. Nhiều người, mọi người yêu quý, mọi người cho á. Ừ. Thế là thôi, cầm lấy mà ăn nha mà. Ừ, ok. Thế gì vậy? Mẹ Phúc à? Ok, anh cảm ơn Phúc nhá. Dạ. Ok, anh tạm biệt. Dạ rồi, bye bye. Ok, bye bye. Dạ. Người ta đang có gì đây mọi người? Cầu Hòa Trung. Thành phố Cà Mau rồi nha mọi người. Hai hướng đều đi thành phố Cà Mau này. Xong đi hướng nào thì đến thành phố Cà Mau. Cô đi nắng nghỉ vậy hả? Dạ vâng ạ. Em con em thành phố mà. Dạ vâng ạ. Nắng quá, 12 giờ trưa mọi người ạ. Vào đây nghỉ tí nhá. Cơ mà vẫn vui, được mọi người cho rất là nhiều nước. Người dân Cà Mau đây nhiệt tình quá. Nghỉ đi bạn. Nhà con có mấy anh em? Nhà mấy? Hai à? Nhà hai anh em hay ba anh em? Hai anh em. Thế đây chú cho con một chai. Chú cho một chai nhá. Đây. Ống hút. Đầm hai cái ống hút nữa. Đấy. Thế con tên gì? Thái. Tên gì cơ? Thái ở. Thái. Năm nay Thái bao tuổi? Năm nay Thái bao tuổi? 11 tuổi. 11 tuổi à? Ăn cơm chưa? Ăn rồi ở. Thế đi về đi không nắng. Thế bye bye Thái nha. Chú đâu vậy? Chú ạ. Chú con gì đấy? Hả? Chú con gì đấy? Cà rô phi à? Cà phi. À. Ừ. Chú uống nước với bọn con này. Hả? Chú uống nước. À, được. Chú nào hút nước? Được. Anh em một con đi. Đây con này to nhỉ? Đi mệt quá. À. Anh em con đang đi đường mệt quá. Mệt quá. À mà bắt vô lớp mát mát rồi. Mà. Mát cầm nghỉ vô con. Đi chú đâu đây? Chú bắt cá à? Không, đi nhậu người ta cho con cá dạ. Chiều nắng. À dạ. Nhậu lấy cho con chứ. À dạ. À. Rồi, có gì chưa tới ngoài. Dạ vâng ạ. Làm dòng đường mình có quyền mình làm. Dạ. Được phá khoáy hay là chắc ăn. Dạ vâng ạ. Không ai cử mình được. Đó, con cảm ơn ạ. Rồi. À, chú về ạ. Dạ. Để có lỗi gì đấy. Dạ. Nhậu chú về đi, chú với em về cũng nắng. Rồi. Dạ. Về. Rồi chơi ạ. Vâng ạ. Dạ. Con chào chú ạ. Rồi chào ạ. Vào đây trắng này mọi người. Trắng xóa luôn. Con cưỡng à? Hay sao con nó mất hết lông đầu rồi. Còn mấy cây nữa đến thành phố Cà Mau mọi người ạ? 5 cây. 5 cây nữa mọi người nhé. Hello. Ờ anh lội từ đất mũi lên chứ không phải đầm rơi. Mà thấy em gặp bạn em. À đây à, học chưa? Đi học. Ui, lại cho anh nữa à? Sao nhiều quá vậy? Hả? Anh cảm ơn nhé. Có việc luôn.
Anh ở đâu? Chung hôm này, chỗ của tao này. À, anh đi làm qua đây à? Hay là như nào? Vâng. À, giờ anh đi trên này làm à? Không, đi về. À. Nơi thay dình rồi, nơi có này rồi. À. Thế thì em mình xuống chụp hình. Làm tấm anh. Làm tấm. Ok là mình cảm ơn nhá. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Trường ạ. Em bắt tay anh ạ. Rất xanh. Chung lớp với cánh. Anh cảm ơn. Anh cảm ơn hai đứa nhá. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Trường nhá. Vâng. Tạm biệt. Ở đây nướng cả bánh chuối à. Nướng cả chuối. Nó con này to nhỉ? Con vọt. Con này con gì nhỉ? Ốc móng tay. Ờ. Chào anh ạ. Vâng, em vừa đánh thức ạ. Dạ vâng ạ. Em anh thấy trên TikTok là phải hai em không? Đúng rồi ạ. Anh có theo dõi bọn em ạ? À, anh có theo dõi. Hay quá, em cảm ơn anh ạ. Rồi khi nào đi, rồi đi đi tới tỉnh nào? Giờ em đang lên thành phố Cà Mau anh ạ. Đây tôi thấy em không? Đúng rồi, đúng em ạ. Vừa đứng thức không? Đúng mặt đây em đấy. Em đi đường nào lên đây? Dạ, em đi từ Đất Mũi lên Nam Căn. Nam Căn em đi qua Đầm Dơi. Đi qua Đầm Dơi. Đi qua Đầm Dơi xong bây giờ lên trên này. Là hai ngày trước là em đang ở đâu? Ở Nam Căn hả? Đang Đầm Dơi ạ. Đầm Dơi. Vâng. Đấy là bọn em lên đây rồi nhưng mà hôm trước là quay lại đi bắt phòng bắt cua thứ thứ cho anh em. Rồi có ai dưới không? Có mấy anh em chỉ huy quân sự dưới có chụp hình với viên gì với mình không? À, cũng có hỏi về một số giấy tờ kiểu như là đi trong địa phận ấy. À. Nhưng mà không sao nha. Đấy ông đi ngồi chơi với man. Mới gọi TikTok hồi nãy. Mới gọi TikTok hồi nãy thấy ai. Nên đến thành phố Cà Mau rồi này mọi người. Ra đường to. Mọi người ơi, vừa nãy anh Đông với chị ra ân cũng cho anh em mình táo rồi. Cũng định bảo là quay lại cho mọi người ấy, nhưng mà hai chị ngại camera là thôi. Thôi nhưng mà cảm ơn anh chị nhá. Cảm ơn mọi người cho mình anh em mình nước với cả hoa quả. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý bọn mình. Uống nước xong mọi người ạ. Bây giờ chắc đi vào thành phố Cà Mau để kiếm chỗ nghỉ thôi. Hello chị. Em chào anh ạ. Em mới tới Cà Mau à? Em vừa mới tới. Anh biết một TikTok á. Anh có xem của em ạ? Đó đúng rồi. À dạ. Gặp em vui quá chân bắt tay đấy. Dạ em cảm ơn anh ạ. Có dự định gì ở Cà Mau chưa? Dạ em giờ về Cà Mau đi tìm chỗ ở xong là mai đi trải nghiệm lên Cà Mau. Lên xe chở đi kiếm chỗ ở. Ok. Chỗ ở luôn anh. Được. Thế vậy em lên nhá. Ok em lên đi. Có anh chở anh em mình đi kiếm chỗ ở mọi người ạ. Em cảm ơn anh nhá. Ok em. Anh có ở gần đây không? Giờ chỗ làm ăn của anh đối diện chỗ này không nè. À dạ. Chỗ bên anh là chợ đầu mối. À em đi ngay đây là đi tìm cái chợ lớn nhất đây xong là đi. Là anh luôn ở đấy luôn à? Đúng rồi, chỗ anh là cho thuê chợ đầu mối, cho thuê dịch vụ thương mại. À hay quá. Anh trai tên gì anh trai? Ờ anh tên Tuấn. Anh tên Tuấn. Dạ Tuấn. Tuấn ạ. Đúng rồi. À dạ. À. Ok em cảm ơn anh Tuấn nha. Ok. Đây là trung tâm rồi đúng không anh? Đây là tượng đài trung tâm luôn á. À. Đây là tượng đài trung tâm rồi mọi người. Giờ anh chở đi để vào thuê phòng xong bây giờ là sẽ dẫn anh em mình đi trải nghiệm Cà Mau mọi người ạ. Người dân Cà Mau ở đây thân thiện lắm mọi người ạ. Vừa mình mới đến thành phố cái là đã gặp anh Tấn dẫn anh em mình đi tìm khách sạn xong rồi là còn thuê phòng cho anh em mình nữa mọi người ạ. Tối xong tối còn hẹn anh em mình là đi trải nghiệm ở Cà Mau nữa cơ. Hai anh em mình tắm rửa xong rồi mọi người ạ. Anh Tấn đang hẹn là bây giờ anh ấy sang đón không nè. Dẫn hai anh em mình đi ăn như là trải nghiệm Cà Mau về đêm. Quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Hello. Hello anh.
À dạ. Okay, đợi tí dạ dạ dạ. Bắt kiểu nào? Anh đi từ Bắc kiểu nào? Dạ vâng. Hôm nay anh Tấn sẽ dẫn hai anh em mình đi tham quan Cà Mau về đêm mọi người ạ. Cà Mau là trước tiên là phải ăn đặc sản rồi mới đi một vòng được ha. À rồi, rất là đặc sản Cà Mau á. Hay quá. Bánh tầm cây là đặc sản Cà Mau này mọi người. Tầm cây này mọi người. Cái này loại gì anh? Gà mái. Gà mái anh? Đúng rồi. Thế cái này với cái này khác gì nhau? Cái này thì không này có là gà mái, có cái gà mái. À cái này nó có thêm gà thôi đúng không? Đúng rồi. Ok. Anh Tấn. Mời cả nhà nhá. Ăn xong rồi mới biết ông Tân này bằng tuổi mọi người ạ. À. Bây giờ hai anh em bạn ấy sẽ dẫn hai anh em mình đi một vòng Cà Mau. Cà Mau xong đấy là để biết những cái địa điểm nổi tiếng ấy, xong là ngày mai anh em mình sẽ đến những cái điểm đấy. Đây là nghĩa trang liệt sĩ đúng không? Bình thường thì buổi sáng mình có vào được không? Được. À ok, thôi thì sáng mai tôi sẽ vào đây. Đây là nhà thi đấu đúng không? Đúng. Cái đó là chỗ của kiểu như anh em trong đội tuyển Cà Mau á. À anh em đội tuyển thể dục thể thao. Ờ chỗ ở kiểu như chỗ ở của khu tập thể của anh em. À. Tập luyện thể dục thể thao cho tỉnh á. Chỗ đó. Đây có biểu tượng con tôm luôn này. Ở đây mới có cái sự kiện festival của Cà Mau á. À festival Cà Mau là sắp tới đúng không? Đây làm qua rồi là. À làm qua rồi. Thủ tướng về đây là chủ tịch nước về đây. À chủ tịch nước về đây để tham gia cái sự kiện đấy. Lúc đó gần gần đây là chủ tịch nước về đây là tham gia cái sự kiện nào mà giờ nó chọn rồi. À. Trước Tết. Đúng rồi. Đây là Vincom Plaza. Chỗ này là quảng trường ấy đúng không? À. Đâu? À đây hả? Trong này sẽ mô phỏng ở nhà Bác Hồ à? À! Đây. À rồi. Vậy mai tôi sẽ vào đây. To lắm, đẹp lắm. Một cái đèn. Trong này nè, có cái đảo quà đúng không? Chỗ để quà vui về. À, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Đây là tỉnh ủy Cà Mau đúng không? Tỉnh ủy đó. Tỉnh ủy này. Đây là dãy tiệm vàng. Đây chỉ tiệm vàng này. Một dãy tiệm vàng luôn. Ờ lớn nhất Cà Mau đó là chỗ kiểu như nổi nổi tiếng. Đây là một dãy tiệm vàng lớn nhất Cà Mau. Đây là chợ hải sản lớn nhất Cà Mau đúng không? Ờ không, người ta gọi là chợ đầu mối. Chợ đầu mối. Là đầu mối tại trong đây là có nhiều thứ đi hải sản không? À, nó sẽ chia ra từng khu một là một bên là thời trang, một bên là kiểu như là đồ. Thì nói chung là ta thuê, ta muốn bán thì ta bán. À, như kiểu một cái kiosk đấy đúng không? Ờ, một kiosk, sợ quá. Đây là chỗ mỹ phẩm của tôi, nhà tôi đúng không? Ờ, đây là. À, đây là cả mỹ phẩm nhau. Còn cái này là trái cây, ta biết sao. Mỗi lần mọi người bán trận vẫn bán đêm mà hay được. Bán sáng hết, chỗ này là tất cả mọi người bán sáng hết. Chỗ này tất cả bán nó sáng hết. Ờ, bán xuyên sáng hết. Đúng rồi. Thế là đêm mà nó quái là nó lên không rơi chỗ đồ. Ờ, đúng rồi. To như là lệch. Còn này là mé sông. Đây là mé sông. Ờ, mé sông. Ở đây là mặt kia mé sông, còn kia là lộ. À, là mọi người quán gì tới sáng hết rồi. Còn là chỗ nào mới. Không ngủ không giờ, không bao giờ ngủ nha. Không bao giờ ngủ. Đúng rồi. Cái nào cứ cả nhà cứ thay nhau. Ờ, thay nhau bán. Cả nhà thay nhau bán. Ờ, đúng rồi. Thay nhau bán rồi luôn. Thế thì chắc không phải làm cửa đâu vậy. Không cần. Ừ. Đi đâu gạo nữa thôi. Tại ở đây có bảo vệ 24/24. Có bảo vệ á. 24/24. Còn trong đây là trong lòng ấy sáng. Ở đây sáng người ta sẽ bán chợ cá, là sáng họp chợ với bà con tiểu thương đem đồ ra chợ. Sáng họp chợ thì ở đây sẽ bán cá. Đúng rồi, sáng sẽ đông hơn. Ở đây trong lòng chợ. Còn đây là lòng chợ, ở đây bán trái cây.
đẹp quá. Thôi được rồi, đấy là đẹp. Ok, cảm ơn Tân nhá. Các bạn tên gì nhỉ? Chùa. Chùa? Đúng rồi. À, cảm ơn Tân với chùa nhá. Hai người về nhá. Đây chào. Hai bạn tên gì nhỉ? Tôi Thức, đây Hiệp. Ok. Hai bạn tên Hiệp. Nghe về hợp nhau ấy nhỉ? Ok, tạm biệt nhá. Mai gặp lại. Ok. Ông kia nhiệt tình quá mọi người ạ, vừa hai anh em đưa đi một vòng thành phố xong rồi còn mở đi ăn tằm cay đặc sản của Cà Mau nữa. Xong tằm cay. Ờ, tằm cay. Xong đang đi đường còn gặp người nhận ra hai anh em mình ấy, tặng cho hai chai nước này. Hai chai nước. Bây giờ mấy ông kia đưa tôi về rồi. Bảo là về nghỉ ngơi đi nhưng mà là anh em tôi là phải đi ra quảng trường. Ra quảng trường xem nó như nào đã chứ biết bao giờ mới quay lại. Quốc kỳ kìa mọi người. Và đỏ sao vàng. Ra quảng trường này này cả nhà. À bên kia là Vincom kìa. Cho anh Thức luôn. Thức cho anh Hiệp à. Không cho anh Hiệp à. À, nhưng mà nhiều quá anh không ăn hết. Anh lấy một cái này thôi. Hả? Cái nhà từ đâu qua đây đây? Bỏ xe nó ngã. Cái nhà đây có sao? Dạ không, dạ chắc con. Thế về luôn à? Đi chơi. Đi chơi nhưng phải mua hiểm đâu. Chụp giúp các bạn, tôi xin tấm ảnh riêng rồi. Ơi. Cà Mau. Chào tất cả mọi người. Yeah. Về nhá. Bye bye nhá. Bye mọi người. Đi về khỏe nhá. À, Cà Mau vui quá mọi người ạ. Ôi, còn bây giờ anh em mình về nghỉ ngơi đây. Hay là anh em mình đi về nghỉ ngơi đây nhá. Tạm biệt quảng trường Cà Mau nhá. Chúc cô chú mạnh khỏe. Chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm này mọi người. Sao bà ấy đâu về muộn thế? Bà đâu về muộn thế? Bà không khiến một con đùn cho à? Bà không khiến một con đùn cho à? Bà để anh em con đùn để cho. Con lái xe cho. Cấp ơi, nửa bài. Đây chạy xa kìa, thế là con thấy cả tất cái xe đầu dốc kia, con chạy lên, con bỏ xe con chạy lên. Bà đó là con Trần. Bám chất con. Trần mình. Thế là về rồi nhá. Bà về cẩn thận nhá. Bà đi xuống dốc này nó cao này. Bà đi chậm thôi. Dạ, em về nhà đây, cảm ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin phép anh. Mình đi bạn bè đi, mình chỉ cùng nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn.